học cái kiến thức cơ bản thôi, chưa được học nâng cao, nhưng mà đã thấy là tác dụng được nhiều thứ lắm rồi. Và ngoài ra cái còn chữa được cho cái bà thông gia là gai đôi đốt sống lưng khỏi. Và cái gai đôi đốt sống lưng của bà thông gia bị từ năm 32 tuổi, mà năm nay bà 55, tức là bà bị 20 mấy năm nay rồi. Và bà ấy tiêm bao nhiêu đợt rồi, mỗi một lần tiêm thì lần đầu tiêm khỏi 1 năm, xong sau đó tiêm lại khỏi 6 tháng, xong cái thời gian khỏi ấy, mỗi lần tiêm ấy, nó cứ bị rút ngắn dần đấy, và bây giờ tiêm nó chỉ khỏi 1 tháng lại đau lại đấy, mà cuối cùng bà không tiêm, bây giờ cứ tiêm gần chục lần, và bây giờ cứ để kệ, cứ đau sống chung với lũ đấy. Thế vừa rồi tôi chữa được cho bà cái gai đôi đốt sống lưng đấy, bà ấy khỏi đấy, thế là bà mừng lắm đấy, và mình cũng được trọng vọng lắm. Trọng vọng chị chữa thế nào, chị chữa thế nào? Là tôi chữa thì tất nhiên là mới đầu là cái sáu vùng bạch huyết này, đấy, xong sau đó là ấn huyệt 300 trừ, 16 trừ. Đúng cái bài mà thầy hội viết đấy. Vâng đấy. Thì học được trên Facebook mà. Thầy chia sẻ mà. Đấy, rồi tác động phản chiếu, đốt sống lưng. Đấy xong rồi sau đó là trực tiếp lăn cầu gai này, rồi dùng búa to gõ này ở trực tiếp chỗ lưng đấy. Chỗ lưng cái vùng cột sống đấy. Đấy rồi sâm mứt gừng này, và trực tiếp cái chỗ có gai ấy. Vâng, sâm mứt gừng trực tiếp chỗ gai. Đấy xong rồi hương lại cứu nữa. Đấy, vâng. Đấy cứ thế thôi. Mà bà dễ chịu xong là cộng với lại vừa rồi đó, cái đợt thanh minh về quê thì có đi khắp cánh đồng để kiếm cái cây dền gai. Đấy. Kiếm được ít cây dền gai về đun nước uống nữa. Đấy. Thế thôi mà coi là khỏi. Khỏi đến nay là khỏi đến nay là được hơn tháng rồi. Bây giờ bà không thấy đau. Không thấy gì mà bế cháu nội của bà, cháu ngoại của mình. Bà bảo hồi xưa mọi khi bế đau lắm, bây giờ em đi bế cháu cho cháu đi ăn thôi, khắp xóm em không thấy đau. Em làm được các thứ việc em không thấy đau. Thế nên lợi cả đôi đường rồi. Vâng, đấy là cả đôi đường của bà, mà đau lưng thì em phải bế cháu. Chúc mừng gia đình nha, vui quá. Vâng, thế em cảm ơn thầy tổ Bùi Quốc Châu, người khai sinh phát minh ra môn diện trận, cứu giúp được bao nhiêu người. Đấy, và cảm ơn thầy Vũ Văn Hội, người truyền bá môn diện trận đầu tiên, kiến thức cơ bản đầu tiên cho tôi. Và cảm ơn các cây đa cây đề, các thầy cây đa cây đề mà tôi học tiếp theo. Cảm ơn chị ạ. Cảm ơn ạ.